Đó, mấy chị dặm bầu rất là kỹ luôn. Đó, hiện tại thì qua kỹ hồng thi nhận cung cấp mặt hàng trúc quân tử này thì cao khoảng tầm 1,5m nè, 2m, 2,5m tùy quý anh chị lựa chọn, và tụi em có số lượng là hàng ngàn luôn nha. Đó, thì quý anh chị cần làm thi công những cái công trình, những cái tiểu cảnh cho quán cà phê, phòng trà hay hoặc là những khu du lịch resort thì nhanh tay gọi ngay Hồng Thi nha. Qua số hotline 0918708965. Hello cả nhà yêu. Chào mừng cả nhà đến với Hoa Kiển Hồng Thi. Đó cả nhà ơi, hôm nay tụi em sẽ vào vườn quay cho cả nhà một mặt hàng trúc quân tử nha. Và quá trình mấy chị vô bầu chăm sóc cây trúc quân tử như thế nào nha. Đó thì khi mà vào cái giao mùa mưa đó quý anh chị, thì cái đa phần tất cả các mặt hàng trúc này thì nó rất là thưa lá, và lá nó hơi bị vàng, nên là mấy chị làm vườn là phải tập trung là phải dọn bầu để đảm bảo cho hàng trúc của mình á, thì những cái phần lá nó ra và những cái lá nó sẽ màu xanh hơn nha. Đó, mấy chị dọn bầu rất là kỹ luôn. Đó, hiện tại thì qua kiểu Hồng Thi nhận cung cấp mặt hàng trúc quân tử này thì cao khoảng tầm 1,5m nè, 2m, 2,5m tùy quý anh chị lựa chọn, và tụi em có số lượng là hàng ngàn luôn nha. Đó, thì quý anh chị cần làm thi công những cái công trình, những cái tiểu cảnh cho quán cà phê, phòng trà hay hoặc là những khu du lịch resort thì nhanh tay gọi ngay Hồng Thi nha. Qua số hotline 0918708965. Đó, thì đặc biệt là trúc quân tử này là cả nhà, một bụi như tụi em là khoảng tầm 3 đến 4 cây nha cả nhà. Nó hàng cây đã phát triển tốt, bụi đã xanh, lá tốt, tụi mình xuất đi cho cả nhà. Đặc biệt là trúc quân tử này là cả nhà, mình về mình trang trí những cái quán cà phê, mình làm tiểu cảnh trong khu du lịch, hoặc là mình trồng những cái hàng rào ở sân vườn của mình rất là đẹp luôn, nó tạo một cái tiểu cảnh đẹp mà lại cho cái bóng mát rất là tuyệt vời luôn. Đó thì ngoài mặt hàng trúc quân tử này ra thì qua kiểu thi còn nhận cung cấp những mặt hàng trúc khác như là trúc cần câu nè, trúc quan âm nè, đồ ớt nè, hay hoặc là những cái tre ngà nè để mình làm tiểu cảnh hay hoặc là cái không gian xanh cho cái ngôi nhà của mình. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đó, rất là tuyệt vời luôn, đúng không cả nhà ơi? Thì ngoài mặt hàng trúc quân tử ra thì bên Hoa Kiển Thi còn nhận cung cấp một số mặt hàng cỏ hẳn như là cỏ nhum nhật, cỏ lá rừng ta, cỏ lá rừng thái, cỏ xiên chi, cỏ đậu phộng để mình mua về mình trồng cho sân vườn nè, hoặc là mình thi công các công trình, hoặc là những cái sân bóng đá mini, những cái tuyến đường cao tốc để nó giúp chống xói mòn đất, rất là tuyệt vời luôn. Đó thì ngoài mặt hàng trúc, mặt hàng cỏ thì qua kiểm thi còn nhận cung cấp những mặt hàng cây công trình khác nữa, như là công trình nhỏ có hoa, như là tiết sơn phi hồ, mai vạn phúc, trang thái các loại, hoặc những cái chậu hoa quỳnh anh tím, rồi những cái trăm ổi ngũ sắc nè, để mình tạo những cái không gian cho cái ngôi nhà của mình thêm màu sắc, hoặc là thi công những cái công trình càng số lượng lớn thì nhanh tay gọi ngay Hồng Thi ha. Qua số hotline 0918708965. Và bên cạnh đó thì qua kiểu Hồng Thi còn nhận cung cấp cho những cái khách mà có nhu cầu muốn mở vựa để nhập hàng về bán, về mặt hàng để bàn, những mặt hàng lá, cây phong thủy để bàn thì nhanh tay gọi ngay Hồng Thi ha. Mua hàng bên Hồng Thi thì quý anh chị có một cái ưu thế, đó là mua số lượng càng nhiều thì giá cực kỳ rẻ luôn, rẻ không đâu có bằng ở Hồng Thi nghe quý anh chị. Wow, quá là tuyệt vời luôn, đúng không cả nhà ơi? Thì đã có mặt hàng cái công trình có hoa và có hàm các loại thì không thể thiếu một số mặt hàng cái công trình lớn để mình tạo cái bóng mát mà lại tiểu cảnh đẹp nữa, đúng không cả nhà? Thì bên Hoa Kiển Thi nhận cung cấp một số mặt hàng cái công trình lớn như Osaka vàng, Osaka đỏ, phượng vĩ, bóng bò, liêm sẹp, bàn đài lon, đường kính gốc từ 9-12cm, thì cả nhà lựa chọn sai cỡ nha cả nhà. Đó thì shop Hoa Lan Hồng Thi trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường, có địa chỉ là 36 đường DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, và cùng hệ thống đó là khu du lịch miệt vườn Happy Land Hồng Thi nằm tại trung tâm làng hoa Sa Đéc, có địa chỉ là 113C, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc. Thì quý anh chị ơi, khi mà mình về làng hoa Sa Đéc rồi thì nhớ ghé vào khu du lịch miệt vườn Happy Land Hồng Thi nha, để trải nghiệm những trò chơi nhân gian quay về tuổi thơ, hoặc là thưởng thức những cái món ăn đồng quê của đất Sen Hồng, Đồng Tháp nha. Đó, vừa mình có thể mình rất là tiện lợi luôn, mình mua cây kiểng về trang trí những cái công trình, và mình có thể ghé vào khu du lịch để mà trải nghiệm những trò chơi nhân gian luôn nha. Wow. Đó, quá là tuyệt vời luôn, đúng không cả nhà ơi? Thì hôm nay tụi em vào vườn quay cho cả nhà mặt hàng trúc quân tử, chúng em cũng dừng like clip tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào những clip sau. Bye cả nhà yêu.